Lời đầu tiên cho phép Quỳnh Ngân đại diện cho hãng Dr. Mittag xin được gửi lời biết ơn tới tất cả các quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Dr. Mittag. Và trong video này, Ân muốn chia sẻ giới thiệu đôi dòng về dòng sản phẩm Niacinamide với nồng độ 15% đến từ nhà Dr. Mittag. Và quý vị và các bạn thân mến, Niacinamide được nhà hóa sinh người Mỹ Alvin Hamm tìm ra vào năm 1937. Và đến ngày hôm nay thì nó có chỗ đứng rất lớn trong cái ngành công nghiệp mỹ phẩm. Và rất nhiều các hãng sản xuất ra các nồng độ Niacinamide khác nhau. Và Niacinamide tại sao lại rất được các đồng những người yêu quý ngành làm đẹp người ta thích đến vậy? Bởi vì Niacinamide có những tác dụng như sau. Tác dụng số 1 đó là giảm mụn. Tác dụng số 2 đó là giảm tiết dầu. Tác dụng số 3 đó là giảm viêm thông qua ức chế interleukin 8. Tác dụng thứ 4 đó là khôi phục cái hàng rào da thông qua sản xuất ceramide. Tác dụng thứ 5 đó là giảm nếp nhăn. Tác dụng thứ 6 đó là giảm các cái vấn đề về nám cũng như là tàn nhang. Và tác dụng số 7 đó chính là giảm những cái đường. Ví dụ khi chúng ta tiếp xúc ánh nắng mặt trời thì tế bào sừng nó sẽ truyền tín hiệu xuống cái tế bào sắc tố và sản sinh ra nhiều melanin hơn. Thì khi các bạn bôi Niacinamide thì nó cũng sẽ giảm được cái hiện tượng bị tăng sắc tố khi chúng ta tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Và trên đây là những cái tác dụng chính của Niacinamide. Và hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp cùng với Niacinamide nồng độ 15% của Dr. Mittag.